Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tôi là người cũ chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là hai con cái sinh tơ các bạn. Đỏ ao các bạn không? Mẫu cực kỳ đẹp, đỏ ao. Không lan giá, chân là chân kiền khú, móng là móng sò luôn nha các bạn. Rúng nè, lông đuôi nè các bạn không? Sái tích đầu nghiêm chỉnh hết các bạn. Đỏ ao các bạn ơi, quyền bò hết. Lưng thẳng băng, rúng nè. Rúng yếm đầu nghiêm chỉnh các bạn. Đây, chân móng là móng sò kiền khú. Con này thì cao 1m1 bò các bạn. Đo ngay sách lưng cao 1m1 bò. Đó, sau đít là cao 1m15 bò. Đó, cái sinh tơ này thì chủ báo giá là 17 triệu các bạn. 17 triệu. Mẫu cực kỳ đẹp nha các bạn. Đó, rúng yếm đồ nghiêm chỉnh hết. Đó, anh em là bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình các bạn. Dưới màn hình video. Xe mặt, xe lưng đồ nghiêm chỉnh các bạn. Đó. Còn tiếp theo. Sải tích nghiêm chỉnh, rụng yếm đồ nghiêm chỉnh hết bạn, cũng đó ao các bạn ơi. Cũng đó ao à. Không lan giá chỗ nào hết, quyền bò hết các bạn. Còn cái sinh tơ này cao 1m15 bò, ngay sau lưng. Đích là cao 1m2. Giá 19 triệu các bạn, giá 19 triệu. Chân móng nè, hoàn thiện hết, đều là móng sò các bạn. Rụng yếm đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Xe mặt, xe lưng đồ nghiêm chỉnh hết. Giá 19 triệu cái sinh tơ này các bạn, 19 triệu xe mặt nè. Sẽ lưng nè, nghiêm chỉnh hết các bạn. Đỏ ao các bạn ơi, không lan giá chỗ nào hết. Đỏ ao không lan giá chỗ nào hết các bạn. À, ngay sẽ lưng cao 1m15 bò, đích là cao 1m2. Giá 19 triệu các bạn, 19 triệu. Đây. Đỏ ao các bạn thấy không? Con này là 6 vú luôn nha các bạn. Con cái sinh tơ này là 6 vú luôn nha. À. 6 vú đều dăng. Nó không 4 vú mà 6 vú các bạn. Con này 6 vú đều dăng các bạn. Cao 1m15 bò, giá 19 triệu các bạn. Đây 6 vú đều dăng luôn các bạn. Lông đuôi 1 chùm, rúng yếm đồ nghiêm chỉnh. Chân móng là móng sò hoàn thiện các bạn. Cao 1m15 bò ngay sẽ lưng. Đích thì cao 1m2, giá 19 triệu các bạn. Giá 19 triệu. Đó, anh em là bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Xe mặt xe lưng đồ nghiêm chỉnh hết. Rúng yếm đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Chân móng là móng sò hoàn thiện các bạn. Giá 19 triệu cái sinh tơ này các bạn. Đó, yếm này các bạn không? Yếm dày cui các bạn. Rúng rúng dài, yếm yếm dày. Móng là móng sò các bạn. Sái tích thì nghiêm chỉnh. Giá 19 triệu các bạn. Giá 19 triệu. Đó. Con này thì cao 1m1 bò. Đích thì cao 1m15. Giá 17 triệu các bạn. Đó. Rúng yếm đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Chân thì chân kiền khú. Móng móng sò. Lưng hẳn đòn dài. Quyền bò hết các bạn. Giá 17 triệu các bạn. À, nói chung là cặp cái sinh tơ này là quyền bò hết các bạn. Không lan giá chỗ nào hết. Quyền bò hết. Sái tích đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Sái tích đồ nghiêm chỉnh hết. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Và xin được báo giá lại cái sinh tơ đang đứng trước mặt các bạn. Chủ báo giá là 17 triệu các bạn. 17 triệu. Còn lại chủ báo giá là 19 triệu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.